chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với video của mình. Hôm nay mình sẽ theo một cô gái đang đi hái hoa. Đầu tiên mình sẽ thu cây cối và bụi cỏ. Đầu tiên mình sẽ tô màu xanh. Mình sẽ tô ở diệp trước, đợi tí nữa tô cũng chậm ngoài. Thì các bạn có thể chút chậm để đỡ bị dính bông hoa nha các bạn. Gần đến diệp ngoài các bạn có thể tô chậm để đỡ sợi bông hoa. Các bạn có thể tốt đậm hoặc tốt nhạt vì cây cối không cần thiết nhạt và đậm. Chỗ ngồi của cô gái là một bãi bãi cỏ rất là mượt và đẹp. Đang còn nhiều cỏ nhiều hoa đẹp. Có thể tôi nhạt thôi các bạn ạ. Mình sẽ tô vào đậm và quả cây lên. Sẽ tô đậm cây tóc của cô bé. Cô bé này là một cô bé yêu thương động vật. Mình sẽ vẽ hoa một đầu ạ. Trong đường toàn là hoa một đầu ạ. Con tay cô là màu vàng. Mình thấy lúc của cô là màu vàng. Mình sẽ tô cái xúc của cô màu sáng. Chọc của cô cũng màu sáng. Bây giờ mình sẽ viết lá.
xong khi tôi dạy hút kháng thì tôi bè có một vàng. Vậy cô bé có màu hồng. Còn cô bé này có màu xanh. Sẽ tôi quần màu xanh của cô. Như cảm giác tóc của bé, tóc của cô bé sẽ có màu nâu. Mình sẽ tô lá. Mình đã tô xong lá rồi. Tiếp theo mình sẽ tô tay thường cô bé, mình sẽ tô màu da. Cô bé sẽ tô màu đỏ. Và tay cũng có màu đỏ. Mình sẽ tô lại màu xanh nhà cây. Mình sẽ tô lại những cái cỏ ở đây. Các bạn phải tô đúng chiều nhé các bạn. Nếu các bạn muốn tô nhanh, các bạn sẽ vẽ tô ở rìa trước, xong tô ở giữa. Mình sẽ tô để cho nó không còn chỗ nào mà có một xanh. Ở đây một nhất là một xanh. Mình nghe tôi thông bức tranh. Xin chào các bạn và hẹn các bạn vào video lần sau.